chương trình Giờ Kinh Tối Gia Đình. Hôm nay thứ ba, cùng với giáo phận chúng ta hiệp ý cầu xin ơn thánh hóa cho gia đình. Xin mời đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thâm biếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao đổi cho đấng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa vui ba loài nghe lời con thiên tha, tình thương men ấm u con ngày đêm, lần thân xác hồn tràn lan ơn thiên. Xin mời quỳ. Lạy chuông, con tin thần có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chúng tôi cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hồi thân dây, thì con tin vững vàng. Vì Chúa là đấng thông minh và chân thân vô cùng, đã ban truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trong tay vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên nghiệp đàng, xem thay mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép thân và lòng lành vô cùng, đã phán đưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Giờ đây chúng ta cùng thanh lặng xét mình và thống hối tội lỗi. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã ca lòng phán nghênh lối nghĩa cùng Chúa. Vì con lo buồn đau đớn cùng chê ghép mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chịu cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lăn xa dịp tôi cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Xin mời đứng cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô. Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hê-rô-đê đến Chúa Giê-xu để lập mưu bắt lỗi người trong lời nói. Họ đến thưa người rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vì nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cê-sa-rê không? Chúng tôi phải nộp hay là không? Nhưng người biết họ giả hình nên bảo rằng: Sao các ngươi lại thử ta? Hãy đưa ta xem một đồng tiền. Họ đưa cho người một đồng tiền và người hỏi: Hình và ký hiệu này là của ai? Họ thưa: Của Cê-sa-rê. Người liền bảo họ: Vậy thì của Cê-sa-rê hãy trả cho Cê-sa-rê, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Và họ rất đỗi kinh ngạc về người. Xin mời ngồi. Suy niệm. Một lần nữa, người ta tìm cách gài bẫy Chúa Giêsu khi đặt câu hỏi: Có nên nộp thuế cho Cê-sa-rê không? Trả lời là có, thì Chúa Giêsu sẽ bị mọi người xa tránh, vì người Do Thái rất ghét việc nộp thuế cho đế quốc Roma. Trả lời là không,
thì sẽ trở thành kẻ phản loạn đối với chính quyền. Thay vì trả lời, Chúa Giêsu đưa ra một nguyên tắc hướng dẫn tất cả chúng ta: của Cesare hãy trả cho Cesare, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Người Kitô hữu phải chu toàn bổn phận của người công dân trong đất nước, đồng thời phải đặt Thiên Chúa lên hàng đầu. Trong mọi sự, chúng ta phải hành động theo lương tâm ngay chính và giáo huấn của Chúa qua giáo hội. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống theo những giá trị tin mừng. Nhờ đó tin mừng của Chúa thấm nhập vào đời sống gia đình chúng con, giúp chúng con góp sức kiến tạo một xã hội công bằng và bác ái. Amen. Ngắm mầu nhiệm năm sự thương. Thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo bồn đổ mồ hôi máu, ta ấy xin cho được ăn năn tội nên. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Xin mời đứng.
Lạy nữ vương, mẹ những lần làm cho chúng con được sống, được vui, được cày ơn. Lạy mẹ, chúng con cháu Eva ở chốn khắp đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không lòng than thở kêu khấn bà thương. Hỡi ôi, bà là chủ bảo chúng con, xin nghe mắt thương xem chúng con. Đến sau coi đại xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Xin vâng như mẹ một lần, dù đau thương không hề vươn vân. Xin vâng như mẹ khi xưa, dù đường đời sông suối nắng mưa. Xin vâng cho trọn tình yêu, xin vâng cho trọn chưa hiểu. Dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Thánh Hiền này xin cho con tình đầy mau trong dân. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng có đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhân, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn từ thay. Xin trả lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được tràn tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin cảm ơn gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời đứng mẹ trên cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng con trong cậy đấng thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh Hiển Vinh Sáng Lăng. Hằng chữ chúng con trong gọi một sự như Amen. Lạy đấng thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tịnh đấng thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bàn tay sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Đức Bà phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo đức, cầu cho chúng con. Nhân Đức Cha và Con và Thánh Thần.